Nhiệm kỳ qua, Đà Nẵng ngày một phát triển và đi lên với tốc độ đô thị hóa cao. Nhiều sự thay đổi đã diễn ra không chỉ trong bộ mặt quy hoạch chung của thành phố, mà còn trong nền tảng cuộc sống, văn hóa đô thị của người dân. Với mục tiêu kiên định và nhất quán, Đà Nẵng luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, chú trọng đến công tác an sinh xã hội, phát triển cộng đồng, gắn với xây dựng đời sống văn hóa văn minh, tạo giá trị cốt lõi và bền vững cho xã hội. Trong suốt 5 năm qua, cùng với phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh trật tự, Đà Nẵng đã đề ra nhiều chương trình an sinh xã hội, các phong trào văn hóa, văn minh đô thị, góp phần tạo nên thương hiệu thành phố đáng sống. Nổi bật phải kể đến chương trình 503 có, đã giúp 6.000 hộ thoát nghèo chỉ sau 2 năm triển khai, giải quyết hàng ngàn trường hợp lang thang xin ăn, chuyển đổi ngành nghề, tạo hơn 30.000 việc làm mỗi năm. Sự sâu sát khi triển khai chương trình từ thành phố cho tới quận huyện, các địa phương đã giúp xây dựng một cộng đồng bền vững, giữ gìn an ninh trật tự, hình thành nếp sống văn hóa chung của người dân thành phố. Thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các đợt mà triển khai từ phường đến khu dân cư, tổ chức các đợt ra quân cao điểm tập trung trên cái lĩnh vực trật tự đô thị và an toàn giao thông nhằm tạo cái sự chuyển biến trong nhận thức của người dân. Kể từ khi triển khai chương trình thành phố 4 an đã tạo nhiều chuyển biến trong nhận thức của người dân, đặc biệt tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, hè xanh, phố đẹp, đoạn đường thân thiện, văn minh được triển khai sâu rộng trong các khu dân cư. Kết quả này phải kể đến sự gương mẫu, đi đầu của cấp ủy chi bộ các khu dân cư đã tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, bất cứ phong trào, chương trình nào thành phố triển khai đều được hưởng ứng tích cực. Phong trào nào thì phải có người gương mẫu, mà đảng viên là phải có gương mẫu, phải có cái tinh thần gương mẫu. Mà đặc biệt khu dân cư ở đây, khi mà một vấn đề nó thành công á, là mang một cái yếu tố đồng thuận toàn dân, mà đặc biệt là trước hết là trong chi ủy, ban điều hành và sau đó bà con. Đấy, thì bà con người ta đồng thuận rất là cao. Để đảm bảo được vấn đề an ninh trật tự thì trong công tác tuyên truyền là đi sâu vào lòng những người dân, thì nhất là tuyên truyền ở từ các hội đoàn thể, chính trị xã hội cũng giống như là ban điều hành các tổ dân phố, thì từ đó là các đồng chí đó cũng đã tuyên truyền rất là mạnh khi họp tổ dân phố, cho nên là cái sự hưởng ứng của người dân rất là tích cực. Dù thời gian, hoàn cảnh đã đời và mục tiêu của từng chương trình khác nhau, nhưng tất cả đều có tính kết nối giữa các chương trình để hướng đến mục tiêu cao nhất là cải thiện cuộc sống người dân ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, các chương trình đã hướng sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ đến những thân phận yếu thế trong xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau trong chặng đường phát triển của thành phố. Đó cũng là những gì mà lãnh đạo thành phố muốn nhấn mạnh khi triển khai các chương trình này. Quan điểm chủ trương nhất quán của thành phố là phát triển gắn với giải quyết các vấn đề về xã hội, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển và mọi người dân thành phố đều có quyền được hưởng cuộc sống tốt nhất. Đây là những vấn đề khó khăn, phức tạp và thực hiện lâu dài. Do đó, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân thành phố cùng thống nhất ý chí và hành động, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện tốt các chủ trương xây dựng thành phố 50, 3 có, 4 an và xây dựng văn hóa, văn minh đô thị. Trước một chặng đường mới, với những vận hộ mới, Đà Nẵng sẽ có những sự phát triển vươn mình để trở thành trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Tây Nguyên, như tinh thần nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị đã nêu. Vì vậy, lãnh đạo và người dân Đà Nẵng vẫn luôn tin tưởng, kiên định với mục tiêu lấy cộng đồng làm gốc, hướng đến sự phát triển chung, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh, an sinh xã hội làm giá trị cốt lõi và nền tảng, là chỗ dựa tinh thần để có thể xây dựng một Đà Nẵng đáng sống, ngày một hiện đại, văn minh và phát triển bền vững.